khoan coi, khoan coi, khoan coi, tôi không cho coi đàn trai, tôi bực rồi. Trời đất ơi, ôi kinh quá. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi em trai. Bây giờ thì bạn nữ giới thiệu về mình đi. À, dạ em xin chào chị Nam Thư. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả và chào anh Nam bên cạnh. Em là Lê Thị Thương, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là giám đốc của một công ty bất động sản. Em quê ở Bình Định và hiện tại em đang làm việc ở Tân Bình. Xin mời bạn Nam giới thiệu về bản thân mình nè. À, xin chào MC Quyền Linh. Dạ, chào chị Nam Thư. Chào tất cả quý khán giả. Em là Dương Minh Thành, 29 tuổi. Hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đến từ Đắk Lắk, dạ thủ phủ cà phê ạ. Bạn gái, hãy nói một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, độc lập và mạnh mẽ. Khuyết điểm thì em không giỏi về nội trợ. Cái thứ hai nữa là tính chất công việc nên em hay đi nhậu. Mà mỗi lần em nhậu vào em rất là lầy. Trời ơi. À, nếu tăng 2 thì em sẽ rất là bung lụa. Bung cỡ nào em? Bung cỡ chị. Bung cỡ chị. Ủa anh Linh ơi, bộ em bung dữ lắm. Em bung lắm á. Em bung dữ lắm hả? Sao bé lại bung cỡ em vậy ta? Xem em trên truyền hình em bung dữ lắm luôn mà. Đó em. Để coi hồi. Không, không phải em đó. Em nít na thùy mỹ lắm. Không phải đâu mọi người ơi. Bề ngoài của em á rất là xinh xắn, công việc ổn định. Và khi mà giới thiệu profile của em là giám đốc kinh doanh thì tại sao? Ê, em cũng không biết sao, nhưng có thể là duyên em chưa tới. Ừ. Dạ. Cũng có một vài chàng trai nhưng mà em cảm giác không có được happy, không có được mở lòng với những người đó lắm. Ừ, ừ. Dạ. Rồi bạn trai bên kia mình giới thiệu về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Em cũng thích giao tiếp, có thể nấu ăn nội trợ. Em có khuyết điểm gì không? Em mê ngủ, với là em cũng hay quên lắm. Em có thể là ngủ 2 ngày 2 đêm cũng được. Còn ví dụ quên thì cái đấy thì thường xuyên. Ví dụ em có khách hàng ở dưới Nhân Trạch, em phải xuống đấy ký hợp đồng, ký giấy tờ này nọ mà em soạn sẵn để đấy rồi, mà cuối cùng em chạy xuống Nhân Trạch như một vị thần, mà cuối cùng quên em lại không mang giấy tờ gì theo, thế là hôm sau phải hẹn khách lên lại. Duyên dáng vậy. Đàn gái. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em trải qua là 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 2 năm rồi. Em yêu nhau mấy năm? Dạ, yêu được 1 năm. 2 mối tình này của em thì chung một điểm, đó là em bị lừa dối. Lừa dối? Vâng. Phản bội? Phản bội, dạ. Người thứ ba? Dạ. À, công thức à. Quen thuộc quá ha. Đó là những cái điều mà không ai muốn hết đúng không? Dạ vâng. Mối tình thứ ba này hy vọng rằng không có sự lừa dối. Dạ. Bạn nam? Dạ. Thì em thì cũng chính thức thì là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là hồi sinh viên. Thì cũng là chỉ sinh viên thì mối tình đầu thì học hành sa sút quá. Quen mà 1 năm mà nợ đến 6 môn. Còn mối tình thứ hai? Thứ hai thì em cũng bị phản bội giống như bạn bên kia. Lúc đấy thì em mới ra trường, thì mình đi làm thì lúc đấy còn chưa ổn định. Thì bạn ấy thì ở Bình Dương thì cũng có quen 1-2 người. Người nữa thì bạn ấy quyết định chọn một người có công ăn việc làm ổn định hơn rồi. Dĩ nhiên con gái người ta phải chọn người có công ăn việc làm, có sự nghiệp thôi. Chứ nhiều khi mình không có gì, người ta đâu chọn mình đâu. À, cái đó cũng không phải là sự phản bội. Tức là quen với em với một người, tức là 2 người, nhưng mà lấy một người thứ ba là không người khác, không liên quan. À, tức là tại vì 2 anh không có đáp ứng nhu cầu cho dạ, người ta. Dạ, chính xác. Anh thứ ba đáp ứng nhu cầu, ta lấy thôi. Dạ. Ồ, chào em gái xinh đẹp. Dạ, xinh đẹp không anh? Rất là dễ thương. Bây giờ em tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người của em thì em muốn bạn nam phải cao 1m7. Cao 1m7, gì nữa? À, vui tính. Vui tính. Không có râu quai nón. Ủa sao em kỵ râu quai nón hả? Em cảm giác bị sợ. À, râu đẹp mà em. Đúng rồi. Có râu là nhìn nam tính chứ. Em thì em không thích râu quai nón anh. Còn râu bình thường thì không vấn đề gì. Râu chùm chùm đây được không? Dạ, phải sạch sẽ anh ơi. Râu nhanh ngồi dưới được không? Râu đó tỉa gọn đẹp rồi anh. Được, gì nữa? Không hói. Không hói. Không hói hả? Dạ vâng. Tôi nghe chữ hói là tôi bực mình rồi đó. Sao không thích hói vậy? Lý do anh phải hỏi ra vấn đề này mới được. Cơ bản là tại cái gu mỗi người khác nhau á anh. Cái gu hả? Dạ vâng. Rủ em lấy chồng lỡ em đi qua ông sói, ông hói đầu rồi sao? Không, em ví dụ đi. Yêu anh đó yêu hai đứa yêu nhau hạnh phúc lắm,
mà tóc ảnh nhiều cái tối về gỡ ra tóc giả thì sao? Ừ rồi sao? Có nha. À, đi cấy anh, cấy được mà. Bắt buộc phải cấy hả? Dạ vâng. Cỡ nào cũng đó, phải có tóc không thôi. Rồi. Thôi được rồi, không thích thói. Dạ. Tôi không thích mấy người thì không thích thói nha. Bên đàn trai tôi thấy giận rồi đó. Ủa người ta là con gái, bên này người ta có quyền lựa chọn chứ. Thì tôi cũng có quyền tôi nói chứ. Rồi em còn thích gì nữa không em? À, em thích con trai sạch sẽ. Không lẽ con trai đó giờ ở dơ lắm hả? Thật không? Mày chắc sạch anh. Thôi ông kia, ngày tắm mấy lần? Ngày từ 1 đến 2 lần thôi. Được, sạch sẽ được. Sạch sẽ. Gì nữa? Em không thích đàn ông mà quá cơ bắp. Mỡ không à? Mỡ không à? Mày nó không cơ bắp, nó có mỡ không à? Người tròn tròn thì dễ thương, mà miệng thì dễ thương. À. Cái gì? Hình như tả đốt cô lắm hay sao? Bên kia cứ nhảy vô tay kìa. Khoan coi á, khoan coi. Khoan coi. Tôi không cho coi đàn trai, tôi bực rồi. Trời đất ơi. Người ta thích đàn ông là cơ bắp, khỏe mạnh, có râu. Cô này cũng không thích cơ bắp, không thích có râu nữa. Tôi không cho gặp đàn trai. Trời. Cô này cô gu khác, cô không có thích mấy cái gu mà mấy anh tập tạ, tập gym, muscle rồi. Người ta thích sáu múi này kia sao? Chứ em thích sáu múi không? Em rất thích sáu múi. À, thấy chưa? Đây, các cô như thích sáu múi không? Có ai thích gu như anh Quyền Linh không à? Không có ai luôn á, Linh. Không có ai gu luôn. Thì thua rồi. Thua rồi. Gu bỏ tay rồi. Không giờ còn gì nó khó hơn nữa không em? Chắc là hết rồi đó anh. Nhiều đó thôi cũng đáp ứng cũng mệt đó mà đó. Em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 80%. 80% hả? Rồi mở cửa cho coi đàn trai tôi nè. Trời, đàn trai tôi cũng có giá lắm mà, đừng có giỡn. Xin mời mở rào. Ơi khoan. Khoan hả? Qua coi đàn trai coi được không? Tôi biết mở rào chứ. Ủa nãy mở qua bên coi. Đàn gái không chịu rồi sao? Có bụng không? Đừng hóp, hóp xỉu vậy. Hóp xỉu. Mặt tròn tròn, gu tròn. Em gu em á, theo chị hồi nãy giờ em miêu tả là không muscle, không cơ bắp. Ấy là gu em đó. Có thêm bonus thêm cái cặp mắt kiến rồi vậy nữa. Được. Ăn nói thì lanh lẹ cao. Trời. Cao mét mấy nha? Không, em không đủ tiêu chuẩn của bạn. Bên kia là hơn mét 7, bên đây chắc dưới mét 7 rồi. Dạ, em dưới mét 7. Dưới mét 7 được không em? Chỉ mét 7 là bao nhiêu anh? Anh có thể không cao nhưng mà có thể ý là trời sập xuống anh đỡ lên được không? Cái câu bây giờ mà nói anh có thể không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn là xưa rồi. Xưa rồi. Anh có thể không cao nhưng trời sập xuống anh đỡ được không? Hay hay hay. Được không? Được. Mà hỏi được không? Chịu. Chịu rồi đúng không? Chịu. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Bạn gái, hôm nay em đi với ai nè hả bé Thương? Hôm nay thì em đi cùng với cô em, anh trai và bạn. Dạ rồi, xin chào cô. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Em là cô của gái Thương. Hả? Cô sao trẻ quá vậy? Cô thấy cũng được. Cô nghĩ nên con nên cho thời gian tìm hiểu. Cô có thích đàn ông hói không? Dạ em không thích. Kỳ ta. Em kế bên thích đàn ông hói không? Trời ơi. Em anh Linh. Bây giờ anh hỏi vậy nè. Hỏi quý vị khán giả đang xem chương trình qua TV đó. Ai không thích đàn ông hói mail về thì anh sẽ có câu trả lời. Ai không thích đàn ông hói vô Facebook tôi nói chuyện nha. Bạn trai hôm nay đi với ai ha? Dạ em đi với bạn học đồng nghiệp của em. Em chào chị Nam Thư và chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào bạn Hương, mình là ông anh đi làm chung với Thành. Dạ vâng, chào mình anh. Mình cũng thấy bạn cũng ok so với em của mình đó. Mà em mình cũng nói thật cũng hơi lầy á. Em tăng 2 nó cũng trợ giúp em được đó. Cũng hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội. Mình thấy hai bạn ok. Rồi, cảm ơn trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi quyết định nha. Mở rào. Mình có bó hoa tặng bạn. Với cái này làm là cái vắt cam. Thì trời nắng có thể hỗ trợ bạn. Mình thấy nước cam cũng tốt nên mình tặng bạn. Quay vòng cho bạn gái coi coi hợp không. Đâu nhìn em kiểm gái kiểm tra coi. Chàng trai sao em rờ vô coi có cơ bắp không? Hả? Em kiểm tra cơ bắp coi. Nhìn được rồi á. Không, kiểm tra nó phải rõ ràng. Này là không phải là cơ bắp lắm. Đúng rồi, mình không có tập gym. Dạ. Mình lâu lâu mình hoạt động thể thao thôi chứ mình không có tập. Anh biết đáp anh. Mình biết tất cả môn thể thao. Rồi các bạn về chỗ ngồi đi. Rồi, mình ngồi xuống nè. Mình hãy nói về cảm nhận ban đầu về nhau như thế nào nha.
Nhường à? Sau nãy ông mạnh miệng lắm mà. Tại vì thấy bạn em thấy đau tim quá. Em có thấy bạn gái xinh đẹp không? Dạ bạn xinh đẹp. Trời ơi, ông này ông lật mặt vậy sao? Này ngồi nói kia nói chuyện với em xéo sắc, nhìn mắt lên nói qua nói lại, bây giờ quay qua đây. Bạn thấy mình thế nào? Em chứ bạn gì em hỏi. Em thấy anh thì cũng dễ thương, gương mặt thì ưa nhìn. Chỉ có cái là nó chưa cao so với tiêu chuẩn của em thôi. Mình thấy cũng vừa đấy. Anh được 1m65 không? Không, mình được 63. À, 63. Còn em trai? Dạ, em cũng thấy bạn rất là ưa nhìn. Nữa là bạn nữa. À, em ưa nhìn. Hả? Em nhìn thấy thương rất là ưa nhìn. Mình là một người lãng mạn. Thì mình thích một cái phong cảnh đẹp chẳng hạn. Hoặc là những cái gì romance là mình rất là thích. Quan điểm tình anh, yêu của mọi người. Có phải là người trung tình không? Anh là người rất trung tình. Rất trung tình thì... Em thì qua hai mối tình thì em rất là sợ. Nên bây giờ cái đầu tiên cần tìm là người chân thành. Anh có phải là người hay ghen không? Ngày xưa anh hay ghen lắm. Nhưng mà qua hai mối tình thì không bao giờ mình ghen nữa. Tại sao? Tại vì mình phải làm gì đó người ta mới làm gì đó để mình ghen. Hoặc ví dụ như em cứ thành thật thì chắc chắn là anh không việc gì anh phải ghen nữa thôi. Em là một người có tính sở hữu rất cao. Em quen một người thì em thích người đó rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ. Không có em gái của đồng nghiệp hay là em của thằng bạn thân hay là em gái mưa hoặc là em gái nuôi. Bởi vì cơ bản là cái gì nuôi thì cũng sẽ thịt thôi. Thường thường là anh ngại. Anh có liên hệ với người yêu cũ không? Không, với anh cắt bụi về cắt bụi cho nên đã là... Ủa là... Người yêu cũ thôi mà sao cưng đẩy về cát bụi dữ vậy cưng? Thì tình yêu đến từ đâu thì nó về với đấy thôi chứ. Vậy là Facebook không có còn người yêu cũ, xóa hết rồi phải không? Không liên lạc gì luôn á. Hai được. Làm được gì đến mức như vậy? Tình yêu cũ đôi khi nó là kỷ niệm đẹp, là ký ức đẹp, sau này ngồi là nhớ lại. Chứ tình yêu cũ gì đã trở về cát bụi giống như... Tại em không muốn đi luôn thì vậy. Tình yêu cũ đã ảnh hưởng tới cái người mới của mình thôi. Cũng hay, cũng là một ý kiến hay. Ngại ngùng nè, hát tặng nhau bài nhẹ nhàng nè. Rồi bấm nút nè. Em thì hát rất là dở. Mấy bạn nói mà em mà hát là mấy bạn nhà trai em bảo là qua nhà gái ngồi hết. Chứ đó không dám ngồi nhận ngồi trai cho nên em cũng sợ lắm. Đôi khi hát dở cũng ấn tượng đó em. Hát ừ, lại hay đi. Vậy thì nhắm mắt làm liều vậy. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Ly cà phê như muốn hát cùng em câu gì. Ừ. Em hơi run. Em sao? Lại hai bác. Hát cà phê người ta hát tỉnh ngủ, hát xong rồi ngủ đi luôn. Đi vậy vậy. Có thể. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Thôi em cho em qua cái đoạn này được không? Thôi. Dạ. Khỏi nha. Dạ khỏi. Em hát hết ai cũng muốn cà phê luôn á. Dạ vâng ạ. Em thì được cái hát không hay nhưng mà lại hay hát. Đúng rồi. Dạ. Cứ thoải mái em. Nào. Em biết anh yêu cô ta. Giấu em những hôm không về nhà. Giấu em từ trong anh mẫn. Từ trong lời nói anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im em nhìn, xem trái tim em sẽ chịu đựng đường. Một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh. Em cố nắm thật chặt đôi tay của em, cố ôm chầm và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không anh? Đó, thấy chưa? Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì em hãy nói tất cả những suy nghĩ của em. Nói đi em, nhìn bạn gái. Hôm nay mình hơi hồ hộp một tí. Đối ngoại thì mình rất là tự tin. Mà không biết sao lên chương trình với là thấy bạn nữ thì mình lại hơi yếu đuối. Mình cũng rất lâu rồi mình cũng chưa có tình cảm, mình cũng chưa có yêu. Lâu rồi chưa yêu mình mất cảm giác yêu, mình sợ là mình cứ bối rối vậy. Thì nếu có cơ hội thì cho mình tìm hiểu. Ok, được rồi. Như thế cũng đủ rồi.
Nào, hãy để tay nút bấm để xem những cái chia sẻ của em, cô gái có đồng tình hay không. Cũng đang rất hồi hộp chờ đợi. Chờ gì nữa? Trời ơi, tôi chưa đếm là đã bấm rồi. Có lẽ là nhịp tim họ đã cùng nhịp đập với nhau từ lâu rồi. Tại sao em lại bấm nút trước với cô gái? Thì... Anh hỏi cô gái. Hỏi cô gái à? Qua cách nói chuyện với anh thì em cảm giác ở đây có sự chân thành. Cái thứ hai là em cũng muốn cho mình một cái cơ hội. Rồi, hãy nắm tay đi. Nắm tay nào. Hãy chứng minh cái nút bấm của mình. Hôn đi. Nào. Thôi. Nhưng mà em nghĩ nên để dành. Không, em quy định chương trình chị á, không hôn là không có cho dắt bạn gái về. Một cái nụ hôn để chứng minh vậy, đúng với cái trái tim của mình. Tại sao vậy, không có thể cho mình thơm má nữa không? Em là hòa đồng, vui vẻ, em cũng có một số tài lẻ. Ví dụ như là em có thể chơi tất cả các môn thể thao, như là võ em cũng học một ít, chạy việt giả, rồi nhảy bao bố, đập chậm, cắm hoa, đi nấu ăn, em có thể tham gia được ạ chị? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, xin mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình nè. Chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh và chào các em. Quý vị khán giả và anh Nam bên kia. Em tên là Võ Thanh Dân, em đến từ Tây Ninh, năm nay 29 tuổi. Em làm quản lý về mẫu anh. Còn bạn? Xin chào diễn viên MC Quyền Linh. Chào em. Xin chào MC Nam Thư. Chào anh. Xin chào bạn Vân. Xin chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em là Nguyễn Minh Trí, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay là chuyên viên kỹ thuật. Năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi, tuổi con gì? Dạ, tuổi dần. Rồi bên kia 29 tuổi, tuổi con gì? Tuổi ngọ anh. Hợp không? Hợp lắm luôn. Vậy là khỏe rồi ha, thấy đầu tiên thấy có chút xíu gì hợp rồi đó. Vân ơi, Vân hãy nói một số ưu điểm, khuyết điểm của Vân đi. Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, em cũng có một số tài lẻ. Ví dụ như là em có thể chơi tất cả các môn thể thao, như là võ em cũng học một ít, chạy việt giả, rồi nhảy bao bố, đập chậm, cắm hoa, đi nấu ăn, em được thể tham gia được hả chị? Điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là em hay quên lắm anh. Mấy bạn trong công ty chọc em là super quên á. Em khi mà em thấy người đó nhìn quen nhưng mà không có nhớ tên ta tên gì, thường em nói trọng vậy á. Rồi bây giờ anh hỏi em cái người kế bên em tên gì em nhớ không? Như tên Trí phải anh? Vậy thì được rồi đó. Được rồi, được rồi. Trí nhớ bên kia tên gì không? Tên Vân. Đúng rồi. Trí có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm thì không có thích uống rượu, không thích uống hút thuốc, thích ca hát, có biết thể quét nhà, dọn dẹp phụ dọn dẹp gia đình. Những cái khuyết điểm là cũng hay quên với bạn đó, mà em cũng có một số tài lẻ như là dẫn chương trình, đọc phát thanh hay là ca hát. Và đặc biệt là em theo ca hát được 4 năm á, thì đến năm thứ tư thầy nói, thầy mà như em á, thầy đã nghỉ rồi. Thầy nói vậy đó hả? Dạ. Thôi nhưng mà em sau khi về em rút kinh nghiệm là em nghiệm ra một chân lý là cứ cố gắng đi sẽ đến. Đúng rồi. Bây giờ em giới thiệu chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, và sau đây Trí sẽ hát bài tặng mọi người. Thử coi nào. Minh Trí rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây là một chương trình ghép đôi giữa hai cặp ế. Nhưng mà ế là một cái xu thế. Đến với chương trình thì Minh Trí muốn gửi đến quý vị một bài, một ca khúc Mãi Mãi. Nhà hàng Lời Việt được trình bày bởi ca sĩ Lâm Trường. Tuy nhiên ngày hôm nay Minh Trí sẽ hát. Rồi, bắt đầu. Đời đã cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao ngày, người ơi thăm nghe. Em xin lỗi, em quên. Bây giờ thì anh mới hiểu thầy em. Em gái. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Có một mối tình chính thức ạ. Còn mấy mối tình râu ria là nhiều không? Nói chung là thoáng qua thôi anh ơi. Thoáng qua? Thoáng thôi hả? Ủa mối dạ, tình sao thoáng là thoáng qua em?
như giảng thích thích xong là đi luôn á anh. Chào cưng, sao mình trải qua mấy mối tình rồi? 2 mối tình. Vậy mối tình mà gần đây nhất là bao gần lâu? Gần đây nhất là khoảng 2 năm, do là quen ở xa, quen xa. À, em ở đâu? Dạ em ở thành phố. Em yêu ở đâu? Em yêu ở Tiền Giang. Trời ơi, vậy mà xa. Gần nó mới dễ đánh anh. Đánh gì? Đánh trận hả? Đánh trận. Tình yêu mà giống như đánh giặc. Vậy giờ bây giờ là vậy thì em có ngại vấn đề mình sẽ yêu xa không? Cũng có một ít, nhưng mà chắc tuổi này thì yêu xa cũng vẫn được. Hình mẫu bạn gái lý tưởng á? Hình mẫu lý tưởng là có tóc. Không lẽ cọc lóc? Ông nội này ai mà không có tóc vậy ông? Khuôn mặt và khả ái, lỗ mũi cao, mắt hai mí, căng khởn. Mũi cao, ví dụ mũi mình chưa cao mình về mình... Không, mũi cao thì mình sẽ có chụp góc cạnh cho nó cao. Thích mũi thấp thì khó, chứ giờ thích mũi đúng cao rồi. Quá đơn giản. Gương mặt thế nào là khả ái? Mặt anh Linh là không phải gương mặt khả ái nha. Mặt anh không khả ái đâu. Mặt anh là gì anh? Khả ố. Cảm Minh Hằng đi. Cũng được, để coi bệnh coi giống Minh Hằng không? Hay là giống Minh Vượng? Dạ chào anh. Cũng dễ thương mà. Em nãy em nói trải qua mới mối tình hả? Mối tình thoáng qua trước thôi. Còn cái mối chính tình thức thứ hai là có một. Sao chia tay? Cũng xa, ở xa cũng không hiểu. Xa được. Là ở đâu? Tiền Giang. Trời đất ơi. Trời ơi gì vậy? Anh ơi. Ý anh có ở nào Tiền Giang hả? Đúng rồi. Anh coi nào hai đứa nó cũ nó gặp nhau đúng đây rồi. Không? Em cũng đang sợ đó. Bây giờ người ta yêu nhau nửa dòng trái đất mà cũng đâu có sao đâu, vấn đề là người ta tin tưởng nhau. Mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chín chắn. Có dạ. Thấy mình chín chắn chưa? Dạ 33 phải chín chắn anh. Gì nữa? Yêu trẻ con. Yêu trẻ con thì anh từng đi dạy trẻ con rồi, anh biết, anh rất yêu đó. Yêu. Có các mối quan hệ rõ ràng anh. Cái nào ra cái đó, đừng có nói là em gái mưa rồi đó, em gái bão. Đúng rồi anh. Em gái gió. Dạ rồi em gái tùm lum hết trơn là. Thế giờ này rồi là biết rồi. Đừng có mai cái dẫn em gái mưa rồi cái mốt cái dẫn em gái mương. Em gái mương là em gái gì anh? Gái mương. Em gái mương là nó dẫn ngay trước cửa nhà mình đó, là hàng xóm đó. À là mương. Rồi là em gái mương, có cái mấy mương qua đó. Không, cái cụm từ em gái mương của anh dễ thương. Rồi anh có dễ ăn không anh? Anh rất là dễ ăn. Ý là anh có thể ăn chay được không á? Cũng không thích ăn lắm nhưng mà bắt ăn vẫn ăn. Dạ ăn phải tự nguyện chứ. Nhiều khi nó chưa ăn quen thôi. Nếu về em ăn hoài thì nó cũng ăn hoài, riết nó quen thôi. Còn em có cái mẫu hình nào mà để về dễ nhận biết đâu? Giống chú Quyền Linh là được. Nói chung là chia sẻ công việc nhà. Làm tất, được tất luôn. Hai bên đã đưa ra những cái suy nghĩ của mình rồi đó. Thử xem mỗi bên chim nghiệm xem mình có hợp với nhau không. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nữa ha. Bạn đi với ai nè? Dạ, em đi với hai bạn đồng nghiệp với em gái. Con chào chú Quyền Linh, được với lại không? Chị Nam Thư, với lại anh trai luôn. Chị em là cái tính cách là đôi khi cũng hơi thất thường xíu. Đó là gọi là sáng nắng chiều mưa xíu. Mà đôi khi là hơi điên điên. Cái đó anh chịu được. Có một lần là chị em đè ra nặng mụn luôn, mặt sưng lên luôn á. Anh nhắm anh chịu được không? Làm gì? Nặng mụn. Dạ em rất là thích nặng mụn anh ơi. Là khi mà em buồn buồn là em đè mặt ra em nặng nè. Buồn buồn chờ ai cũng em cũng tự nặng mụn cho em luôn ạ. Rồi bạn trai bên đây nói có mụn để nặng, chịu chấp nhận chịu nặng mụn. Dạ thì anh bên này á thì em thấy thì ảnh cũng vui tính, cũng dễ nhìn. Nói chung là em cũng hy vọng là nếu được á thì hai anh chị có cơ hội là tiến tới. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với bạn và đồng nghiệp. Chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam Thư. Dạ. Chào Vân. Dạ em chào anh. Trí. Tên là Thái. Bạn với Trí. Bạn thích cái chín chắn đó thì chắc chắn là mình tin là Trí có thể đáp ứng được câu chuyện đó. Và tuyệt đối là sẽ không có em gái mưa. Trí không thích mùa mưa, chỉ có nắng thôi. Nha, yên tâm cái chuyện đó. Trí ơi, ok nha. Hay quá. Đó là lời góp ý của hai bên họ hàng, đàn trai đàn gái. Bây giờ quyền quyết định vẫn là của các bạn. Mở rào. Hồi hộp không? Dạ. Hồi hộp không? Sao? Đây. Không gian này là của các bạn đó. Rồi, em cảm ơn anh. Em cũng muốn quà tặng anh. Rồi, cảm ơn. Rồi, mua cái gì đeo cho bạn luôn đi. Mua cái gì vậy Trí? Cái gì đó? Một sợi dây chuyền. Mình để này đây chút thôi. Trời ơi, tâm lý không? Dán tóc lên. Sau đây, sau đây.
Tại vì chưa có trải nghiệm lần nào. Đem ngược lại, đem ngược lại cứ. Đem ngược lại. Người ta trồng sao cổ lên, đúng rồi. Ừ, đó, đó. Được chưa? Trời ơi, rung quá. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đeo chậm chậm thôi, nhẹ nhàng, coi chừng ta nín thở đó. Chắc nhờ chị Năm Thư quá. Đây, đây, để Thư đeo cho. Tới Thư đeo không được nữa, tới anh Linh đeo nha. Rồi, okay. Đó. Rồi. À. Anh có thể leo núi được không vậy? Cái chuyện đó là có thể. Và anh đã từng trải nghiệm leo núi nhân tạo luôn rồi đó. Ờ, anh có thể leo được cái núi Bà không vậy? Núi Bà hả? À, Phú Tư. Để bữa nào vậy mình leo núi bữa nha. Okay. Về mặt khoảng cách thì anh nghĩ là không có lo lắng gì. Vấn đề là khi mà ngỏ lời xuống á, lên Tây Ninh chơi á, thì không biết em có sẵn sàng hay không. Dạ, ví dụ như cuối tuần. Dạ. Ok. Không biết là ở Tây Ninh thì em có thể giới thiệu ở đây với khán giả luôn là có những cái đặc sản gì hay. Tây Ninh của em á, thì có có muối. Dạ, có muối Tây Ninh nè. Có bánh tráng trộn. Anh thích ăn bánh tráng trộn thì trộn cho anh ăn. Ok. Anh ăn cay được không vậy? Ăn cay vừa thôi. Tại vì anh từng ăn cay món Thái á, miệng nó sưng lên dữ lắm. Sưng lên thì khỏi môi hoa son anh à. Cũng đẹp vậy. Hai người có cãi lộn với nhau, anh có phải là người xin lỗi trước không? Đương nhiên là anh sẽ người là xin lỗi trước rồi. Nhưng mà khi mà em đang nóng thì anh sẽ đi. Để khi nào em bớt nóng rồi anh sẽ xin lỗi. Giận là em hay im lặng lắm rồi sao? Anh cũng vậy. Anh hay im vậy lặng. Vậy là chiến tranh lạnh hả? Chiến tranh lạnh chừng một ngày thì được, hoặc nửa ngày thì được. À, em có ngại chịu làm dâu không bé Vân? Dạ không ạ. Nếu mà hai bên tìm hiểu nhau á, thì khoảng chừng 6 tháng là anh sẽ có thể ngỏ lời. Dạ. Không biết em như thế nào? Dạ coi thì tình cảm tới đâu anh. Thường thì thứ bảy chủ nhật em có thích đi ra những quán cà phê ngồi để mà giải trí nghe nhạc hay không? Thì thường thường em chủ nhật về là em thường chơi với cháu. À, nếu quen nhau rồi thì anh thấy những cái bộ phim nào hay á thì anh mời em đi, em có đi không? Dạ cũng được. À, không biết em thích loại thể loại bộ phim gì? Dạ em thích phim hoạt hình. Anh thích phim gì? À, phim hành động, em thấy anh múa máy tùm lum là biết rồi đó. Nhưng mà em thì thích phim hoạt hình thì sao? Vẫn đi xem được. Nếu mà quen nhau như vậy thì một tháng sẽ gặp nhau bao nhiêu lần? Thì anh có thể lên Tây Ninh một tháng bao nhiêu lần ạ? 4 tuần, anh có thể đi hết 4 tuần. Ồ vậy hay quá, được quá. À, bạn gái cũng nói bạn từng học võ. Bạn anh gái học võ gì anh? À, Vịnh Xuân Quyền. Làm thử nửa bài coi chơi. Đúng coi. Rồi. Bên đó học Vịnh Xuân Quyền, của em học gì Bobby Nam? Em Taekwondo chị. Rồi. Mà rồi. Này đi múa. 3, 2, 1, xuất. Trời ơi. Thôi, cảm ơn hai bạn. Hai bạn mà có thành đôi á, xong cái về nhà cái vụ gây lộn nè nhẹ đi, xong bên Vịnh Xuân Quyền nọ, bên Taekwondo không bên nào dính bên nào. Vui. Hai đứa giận nhau mạnh, đứa nào đứa có võ nhìn cũng mắc cười lắm. Vui vui vui. Nãy giờ thì các bạn nói chuyện với nhau, có thể đùa với nhau, có thể vui với nhau. Nhưng đã đến lúc ta lắng lòng mình lại, để tay vào nút bấm các bạn. Nhắm mắt lại và lắng nghe con tim mình nào. 3 2 1 Hết thời gian. Tại sao em nói cô gái này rất là xinh, rất là dễ thương mà tại sao em không bấm? Dạ cái cảm xúc nó chưa có rung động nhiều. Cũng đúng đó. Chúng ta đừng dối con tim của mình. Dạ. Bởi vì em không bấm thì có rất nhiều chàng trai đang theo dõi chương trình truyền hình sẽ bấm cho cô gái ấy. Dạ.